Với những lý giải của tạp chí 360 xung quanh chủ đề vừa rồi, quý vị sẽ cảm thấy bổ ích, và với những ai đang và sẽ yêu xa thì sẽ có thêm được những góc nhìn cho sự lựa chọn của riêng mình. Và tiếp theo, quý vị khán giả hãy cùng thư giãn với chuyên mục Giải trí cuối tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một beatboxer. Vừa qua anh đã tạo được ấn tượng tốt trong chương trình Bạn Cá Thật Tài và Gia Đình Tài Tử phát sóng trên HTV7. Và xin được giới thiệu beatboxer Nguyễn Phong Hải, nickname Hải Queen. Vâng, xin chào hai MC xinh đẹp và chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Hải Queen thân mến, không biết là cái bộ môn beatbox này đó là bạn tự học hay là có thầy cô nào chỉ dạy cho bạn hay không? Thì lúc đầu thì cũng tìm hiểu qua những phương tiện truyền thông như là YouTube rồi những cái video trên mạng, nhưng mà sau đó thì cảm thấy nó lại không có khả thi cho lắm, cho nên là quyết định xem coi là ở Việt Nam có một cái người nào đã đi trước mình, người ta chỉ dạy lại, đó là thầy Mr. T. Tại sao mà Phong Hải lại chọn beatbox mà không phải là một cái thể loại khác? Trong một buổi tình cờ thì lên diễn văn nghệ thì đã tiếp xúc được với cái môn beatbox này qua một người anh, và thế là đã tìm hiểu và tập ngay từ ngày hôm đó và quyết định chuyển sang môn này luôn. Hải Queen có thể chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả về cái định hướng tương lai của mình. Đam mê của Hải thì đã xác định từ lâu rồi, đó là sẽ theo đuổi bộ môn beatbox đến cùng và sẽ trở thành một beatboxer chuyên nghiệp. Vậy thì bây giờ để hình dung rõ hơn cái beatbox mà giống như là Phong Hải đã nói, thì bây giờ Phong Hải hãy thể hiện một cái phần hướng dẫn nào đó nhỏ nhỏ về phần beatbox được không? Trong beatbox thì những cái yếu tố quan trọng đầu tiên đó là những cái âm cơ bản gồm có 4 âm, đó là kick drum, snare, hi-hat và cymbal. Thì kick drum đó là cái trống, các bạn hãy thấy là cái trống to nhất trong cái dàn trống, thì sẽ được mô phỏng như thế này. Chúng ta sẽ nói chữ P và sau đó chúng ta sẽ đẩy hơi từ bụng lên. Đẩy hơi. Kết hợp với chữ P thì nó sẽ ra như thế này. Âm tiếp theo đó là âm snare thì nó sẽ được mô phỏng như thế này. Thứ ba đó là âm hi-hat thì nó sẽ được mô phỏng như thế này. Âm cuối cùng đó là âm cymbal. Vậy thì bây giờ Kim Thoa có thể thử một cái âm ở trong đó để xem là Hải Quynh nhận xét như thế nào, có đúng coi thử mình có thể đi học bạn được hay không nha. Ok. Được. Và từ nãy tới giờ thì có lẽ Phong Hải đã giới thiệu cho chúng ta những nét cơ bản khi mà đi học beatbox như thế nào. Và không để cho tất cả quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ sẽ là một món quà đầy sôi động và đầy thú vị sẽ dành tặng cho tất cả quý vị và các bạn. Ladies and gentlemen, my name is Mr. High Winner now. When I'm drunk, I feel. 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 When I'm drunk. And now I'm crazy. Thank you.
beatboxer High Wind. Cảm ơn phần trình diễn của Phong Hải rất là nhiều với những giai điệu hết sức là dồn dập, và cảm ơn Phong Hải một lần nữa đã đến tham dự chương trình tạp chí 360. Vâng, xin chào hai MC xinh đẹp, chào tất cả quý vị và các bạn.